Em xin chào thầy và các bạn. Thì ngày hôm nay em sẽ làm bài tập về vi xử lý. Thì em tên là Trương Huy Phong, mã số sinh viên là 1514-1241, lớp thứ tư, tiết 789. Thì cái bài tập ngày hôm nay đó là bài tập 11 về timer. Thì nội dung của bài tập đó là sử dụng timer 0, timer 1 để tạo xung và quan sát trên dao động ký. Thì đầu tiên các cái bước để làm cái bài tập này cũng tương tự như các bài tập tuần trước. Thì chúng ta sẽ tiến hành là vẽ mạch nguyên lý, vẽ và giải thích lưu đồ Cauchy và sau đó là mô phỏng trên protein để quan sát kết quả. Thì đầu tiên em sẽ tiến hành đó là vẽ mạch nguyên lý. Thì ở đây em sử dụng một cái con bit. Sau đó là em sử dụng một cái điện trở. Cái ốp silicon này nó sẽ giao tiếp với hai cái chân RD0 và RD1 của kênh A và kênh B. Thì trên đây là cái sơ đồ nguyên lý là em đã vẽ xong. Thì tiếp theo em sẽ tiến hành là vẽ và giải thích lưu đồ. Thì đầu tiên đó là em sẽ bắt đầu, sau đó em sẽ tiến hành là khai báo thư viện, cấu hình bọt, cấu hình các chân, khởi tạo timer. Sau đó là em cho hai xung lên mức cao và em sẽ khởi tạo timer 0 và timer 1. Sau đó em sẽ kiểm tra timer 0 có lớn hơn 207 không. Thì 207 đây đó là cái xung mà đã được tính toán của timer 0. Nếu như là nó đã đúng thì em sẽ đảo trạng thái xung 1 và em bắt đầu đếm lại timer 0 và nó quay về đây. Nếu như cái điều kiện này nó sai thì em sẽ kiểm tra cái timer 1 nó lớn hơn 5.000, vì cái xung thứ nhất là xung tạo xung là 50 giây. Ở xung thứ hai là chúng ta sẽ tạo xung là 1 mili giây và một xung là 2 mili giây. Thì cái em sẽ kiểm tra cái timer 1 có lớn hơn 5.000 hay không và cái trạng thái xung 2 nó đúng hay không. Thì nếu như trường hợp này đúng thì em sẽ đưa cái xung thứ hai xuống mức lao và bắt đầu đếm lại cái timer 1 và cái trạng thái xung 2 sẽ bằng full. Sau đó em sẽ kiểm tra, tiếp tục em kiểm tra timer 1 có lớn hơn 10.000 hay không. Thì khi mà timer 1 còn lớn hơn 10.000 thì có nghĩa là cái ở đây nó đã đếm được hai xung, tức là 2 mili giây. Cái xung này nó được 2 mili giây, còn xung này được 1 mili giây. Cái xung sau đó em sẽ đưa cái xuống mức đưa xung 2 xuống mức 2 lên mức 2 và bắt đầu đếm lại timer 1 và trạng thái của xung 2 nó sẽ bằng mức full. Và cứ vậy em sẽ tiến hành lặp lại và cứ kiểm tra liên tục. Như vậy thì kết quả là nó sẽ được một cái xung 5 mili giây và một cái ở RD0 và một cái xung có cái chu kỳ là 1 mili giây và 1 mili giây ở mức cao và 2 mili giây ở mức thấp ở RD1. Thì đây là toàn bộ cái lưu đồ của em. Tiếp theo em sẽ tiến hành là em sẽ tiến hành làm viết code. Thì đầu tiên đó là khai báo thư viện 16887, khai báo cục chì, xung CK. Ở đây em sẽ sử dụng đó là 20M. Em khai báo một cái xung, đó là xung thứ nhất, đó là chân D0.
và cái xung thứ hai là chân D1. Thì khi nào em khai báo biến trạng thái, đó là biến trạng thái của xung 2, và sau đó là em viết chương trình chính cho nó. Thì là đầu tiên là em output driver, driver xung 1, xung 2. Trạng thái ở xung 2 thì nó sẽ bằng trường, và em sẽ tiến hành là khởi tạo hai cái xung là xung 1 và xung 2 ở mức cao. Tiếp theo em sẽ set up timer 0, internal to DB 128, tức là em sẽ sử dụng cái timer 0 này để tạo xung là 50 giây. Và em sẽ set up timer 1, T1 internal, T1 DB x by 1, là em sẽ sử dụng một cái timer 1 để tạo một cái xung cảnh lên là 1 mili giây và xung cảnh xuống là 2 mili giây. Sau đó là em sẽ tiến hành, đó là set timer 0 0 và set timer 1 1. Thì bước cuối là em tiến hành, đó là một cái vòng lặp. Thì cái vòng lặp này em sẽ tiến hành một cái vòng lặp, đó là if get timer 0 lớn hơn 207 thì 208 xung này nó tương ứng với 50 giây. Set timer 0 output timer output toggle xung 1, set timer 0 output toggle xung 1. Và em sẽ kiểm tra nếu như cái get timer 1 này nó lớn hơn 5000 và trạng thái xung 2 nó bằng true, thì là có nghĩa là 5000 là tương ứng với cái xung mà 1 mili giây cạnh lên và 2 mili giây cạnh xuống. Thì sau đó em sẽ tiến hành là cho nó xuất ra là output loud xung 2, và em sẽ set trích lại timer 1, bắt đầu cho nó chạy lại bằng 0, và cái điều kiện là trạng thái xung 2 nó sẽ bằng false. Ngược lại, nếu như em set get timer 1 mà nó lớn hơn 10000 thì em sẽ xuất ra cái trạng thái là xung 2 ở mức cao, và như vậy em sẽ set lại timer 1 bắt đầu được 0, và cái trạng thái xung 2 nó sẽ bằng true, và kết thúc bằng cái lệnh là go to lặp. Thì trên đây là toàn bộ cái chương trình của em. Sau đây em sẽ tiến hành biên dịch. Chúng ta thay đổi ở đây là 20 mê. Và khi chúng ta chọn kênh, ở đây là kênh A, thì là cái xung 5 mili giây này nó tương ứng với 5 ô, thì đây là cái kết quả này nó cũng tương đối. Trời. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành quan sát ở cái kênh kênh B. Thì ở cái kênh B này thì em sẽ điều chỉnh cái độ rộng này, là chúng ta sẽ nhìn thấy là quan sát là ở đây là sẽ là cái xung ở mức cao là 1 mili giây và cái xung ở mức thấp là 2 mili giây. Đó, thì là xung nó sẽ tạo ra liên tục như thế này, và nó chương trình mô phỏng của em
đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.